thời buổi bây giờ tất cả những cái gì ở bên ngoài nó có âm dương chánh và tà, tất cả ở bên ngoài chánh tà bên ngoài là để sàng lọc chánh tà bên trong mỗi người chúng ta. Bởi vì tự mỗi người chúng ta tự mình thấy cái tình huống ở bên ngoài mà thấy, để soi xét là ở bên trong mình nếu mà ở bên trong của mình là tà thì mình thấy gì bên ngoài thì mình sẽ bị thu hút về cái bên phần đó, còn ở bên trong mình chánh thì mình sẽ thu hút về phần chánh. Nhưng mà nếu mà mình thấy ở bên ngoài chánh rồi mình đi chửi rủa, đi bài trừ bên tà thì mình cũng là tà luôn. Tại vì khi mà mình thấy cái chánh cái tà bên ngoài để cho mình nhận ra là chánh thì đi theo học hỏi phát triển bản thân, còn mà tà thì né ra, chứ không phải thấy tà là đi trừ đi tiêu diệt theo cái kiểu mà mình đi chửi rủa. Mình mỗi người có thể thấy là biết là tà thì dùng phương tiện để khuyên nhủ họ người ta quay lại, còn họ nếu mà mình không có đủ duyên đủ khả năng để khuyên người ta thì mình phải né ra, chứ không, mình không có nên đi chửi bới đi này kia. Khi mình đi chửi rủa người ta thì dần dần cái tâm chánh của mình cũng thiên qua bên tà hồi nào không hay. Thì cái đó là giống ở trong câu chuyện trong Nhật Phật nói là kiến chiếu yêu á, là cái người đó, cái vị đệ tử đó tu ý thầy ở trên núi lâu năm rồi, cứ cảm giác là khả năng đủ khả năng để đi độ theo nhân thế gian á, nên xin thầy xuống núi. Thầy thì thầy biết là chưa ổn, nhưng mà vị đó vẫn cứ muốn đi thì thầy cũng để cho đi. Thì khi mà cái vị đó đi xuống thế gian, đi trừ tà, đi hay gì đi trừ tà nguyện, đi giúp người khác quay đầu á, nhưng mà vị đó đi cứ nghĩ là giống như cái kiểu là thay thiên hành đạo gì đó, đi trừ tà rồi riết một thời gian đó đủ mệt mỏi đủ thấm thí rồi quay trở về thì trước tiên đi bước vô cái cửa để lên vô cái leo núi vô cái chỗ thầy ở thì cũng có cái kiến, thì cái người đó là soi mình cho qua cái kiến đó rồi mới được đi vô cái cửa đó. Thì cái cửa đó, cái kiến đó nó chiếu lên cái người đó soi vô thì người đó thấy bản thân mình là một ác quỷ rồi, chứ không còn người ban đầu như ban đầu nữa. Thì cái câu chuyện kiến chiếu yêu đó thì tất cả bên ngoài những cái hoàn cảnh tốt xấu hiện tại bây giờ hay là muôn đời kiếp vậy, những cái hoàn cảnh bên ngoài là cái kiến để rọi cái tâm của mình, rọi bên trong của mình coi mình có cái phần nào không. Còn nếu mình rọi chiếu là bản thân rồi mình thấy mình còn thiếu kém thì mình đi học hỏi thêm những người mà người ta tốt lành, thì Phật gọi là thấy cái điều thiện, thấy điều tốt lành thì mình kêu bằng tỳ hỷ. Có tâm tỳ hỷ là mình người ta nói là dân gian ưa có gặp cái chuyện vui thì nó chia vui, gặp chuyện buồn thì chia buồn, cái kiểu vậy đó. Thì trong nhà Phật gọi là tùy hỷ, thì mình thấy cái chuyện tốt thì mình tùy hỷ chuyện tốt của người ta, chứ không phải là đố kỵ ganh ghét rồi mỉa mai này kia. Còn hả, thấy cái chuyện không tốt mà còn vui thích theo, còn cổ xí theo thì cái đó mình gọi là tùy hỷ cái chuyện xấu. Tại mà hả, mình làm, mình nghĩ về cái phương diện nào thì mai mốt mình cũng làm vậy luôn. Mình cũng tại trong mình thấy mặt xấu nhiều quá thì nó bị nhiễm dần rồi con người mình nó cũng trở thành xấu hồi nào không hay không biết đó. Bởi vì nhất là cái thời buổi bây giờ thì bên ngoài nó rất là nhiều mặt tốt mặt xấu, mà đa số cái thời mặt pháp á, cận đại thời mặt pháp thì cái phần xấu nó sẽ lên đỉnh điểm luôn. Bởi vì cái mặt âm nó rất là mạnh, mặt dương nó rất là, không phải là dương nó yếu nhưng mà là ẩn. Tại vì cái phần tốt người ta, những cái bậc thánh những ngày kia thì người ta không có muốn
khiêu khích, không có muốn chiến tranh, không có muốn tất cả một cái gì mà nó thà là người ta ẩn để cho yên ổn tất cả mọi người, chứ người ta không có muốn thêm khổ đau nữa, nên người ta ẩn thì cái mặt tối nó sẽ giống như dân gian mình gọi là được nước làm tơi đó. Nhưng mà cái đó thì cũng là cái chân lý thôi, cái đó cũng quy luật trong cái trời đất này thôi. Đó là chân lý, thì cứ cực âm thì âm lên đỉnh điểm thì nó sẽ quay trở lại dương thôi, giống như đêm hết thì tới ngày đến vậy đó. Thì ngày với đêm thì nó ngắn, chỉ có 12 tiếng ngày và 12 tiếng đêm, nên mình còn thấy nó nhanh. Còn cái phần mà cực thịnh cực suy thì nó sẽ rất là lâu, cả ngàn năm vậy đó, vài ngàn năm, nên nó rất là lâu, nên chúng ta không có thể được nhìn thấy được là lúc nào là lúc cực âm cực dương, hay là cực thịnh hay là cực suy. Thì nhìn cái hoàn cảnh nó nhiều ngang trái, nhiều cái bất an, nhiều tất cả nỗi sợ hãi khởi lên này, điều đó là thông qua kinh điển các tôn giáo nói á, để mình lấy đó là làm thước đo đó, để mình xem được bên ngoài để hiện tại bây giờ nó đang phần nào mạnh nhất, thì đó thì để chúng ta biết, để mà bình tĩnh để cái bằng tùy cơ ứng biến đó. Nhưng mà cái quan trọng như trong đạo Cao Đài nói là Đức Chí Tôn nói là chiếc áo cà sa, có nghĩa là cái chiếc áo cà sa, cái đạo đức, cái đức hạnh con người, đó là chiếc áo cà sa, đó là chiếc áo giáp để bao bọc được cho mình an toàn trong thời mạt pháp, hay là an toàn trong tất cả mọi cái tai ương. Thì cái đức hạnh đó, bởi vậy dân gian mới có câu đức năng thắng số, nên trong nhà Phật thì gọi là áo cà sa, còn Đức Chí Tôn gọi là Đức Chí Tôn giải thích cái áo áo đức hạnh đó, là áo cà sa đó, là chỉ có cái áo giáp là áo giáp, thì cái đức hạnh đó nó chứ không phải là một cái áo giáp bằng sắt ở bên ngoài, hay là trong nhà Phật cái áo cà sa mà các vị đó khoác lên mình khi mà làm lễ, cái đó là chỉ cái thông qua cái chiếc áo để nhìn cái thông qua chiếc áo để nhắc nhở mình đã mang chiếc áo cà sa thì mình phải sống là đức hạnh. Cái ý nghĩa của chiếc áo cà sa, mình mang cái áo đó để mình nhắc nhở mình sống đúng theo cái hạnh đó, chứ không phải là người mà được mặc cái áo đó là ngon lành, và người nào không có mặc cái áo đó thì là không ngon lành, không tốt, không đạo đức. Bởi vì nó không phải như vậy, mà bởi chúng ta đừng có nhìn cái hình tướng, cái gì hình tướng bên ngoài á, nó không có nói lên ở bên trong tâm của người đó như thế nào. Nên tất cả mọi thứ, mà nhất là thời đại mà nó quá nhanh, cái gì nó cũng nhanh, cái gì cũng nó cũng là bề bộn, nó gấp giống như con người ta chạy đua với vật chất á, thì làm như chuyện mà cơm áo gạo tiền làm người ta quay đầu quay mòn trong cả ngày, nên khi mà tâm mình nó hết năng lượng, nó đông lòng mình hết năng lượng thì mình gặp những cái chuyện tiêu cực, mình dễ có sự bất đồng, dễ bức xúc, dễ nổi cáo giận này kia, dễ nổi sân lắm luôn, nó sẽ mất bình tĩnh rất là dễ. Bởi vì chúng ta đừng có quá quan trọng, nên thời buổi này tự nhiên lại xuất hiện những cái người mà người ta không màng cái vật chất để đi như thời Đức Phật. Mà hồi xưa thì thời của Đức Phật cách chúng ta xa rồi, cứ nghĩ là làm thời buổi khoa học vật chất ngút trời kiểu này làm gì có người có thể sống như Phật thời đó, nhưng mà thật sự lại rất là nhiều luôn, tại vì chúng ta không thấy thôi. Còn bây giờ ở như thầy Minh Tuệ thì giờ thầy như thế nào thì mọi người sẽ tự biết, tự cảm nhận. Nếu mà thấy thầy mà cảm thấy an lạc, thấy mình giúp thông qua thầy giúp mình buông bỏ nhiều hơn những cái chấp mắc này kia, những khổ đau, những cái sợ hãi, thì cái đó là tốt cho mình. Bởi vậy là chứ không có nói là mình phân bua thầy đó là tu đúng tu sai này kia. Bởi vì những cái gì mà làm mình an lạc hạnh phúc, đó là thật tâm của an lạc, đó là chánh.